Chào quý thầy cô. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với quý thầy cô một game show cũng khá quen thuộc trên truyền hình chúng ta, đó là Chiếc Nón Kỳ Diệu. Chúng ta thường xem các hoạt động của game show này nhé. Đầu tiên, dĩ nhiên là sau khi vào chương trình chúng ta bấm F5, nhấn nút khởi động trước tiên. Bất cứ một chương trình nào thường chúng ta nên nhấn khởi động thì nó sẽ hiện ra cái câu gợi ý ở dưới đây. Ví dụ đây là một vấn đề cần lưu ý khi thực hành GMP, gồm 12 chữ cái. Nó sẽ hiện ra cho chúng ta là đúng 12 ô. Rồi chúng ta sẽ quay số. Bấm nút dừng. Rồi 100 điểm. Như vậy thì người chơi thứ nhất, người chơi thứ hai hoặc người chơi thứ ba, có thể là bất cứ người nào trả lời trước. Nếu mà người đó trả lời thì ví dụ như là chữ A, là lít vô đáp án A, không có chữ A là hết và trả lời sai, đúng không? Thì chúng ta sẽ quay tiếp. Còn nếu mà lít vô một cái đáp án nào đó, nó sẽ hiện ra là cứ vô đáp án ở chẳng hạn, đúng không? Nó sẽ hiện ra là đáp án ở nằm ở vị trí số 2. Đó thì chúng ta sẽ click vào cái vị trí số 2, chấp nhận là người này đã trả lời đúng một lần. Bấm vô cái người 1 cộng 100 điểm. Rồi chúng ta quay tiếp. Nút dần. Người chơi thứ hai được 400 điểm, đúng không? Thì người chơi thứ hai sẽ trả lời một đáp án nào đó B, C chẳng hạn, đúng không? Nếu mà trả lời đáp án C là ở vị trí số 9 và có một chữ C, chúng ta lít vô người chơi thứ hai, người chơi thứ hai sẽ được 400 điểm. Còn nếu không trả lời đúng thì chúng ta qua người chơi thứ ba, chúng ta cho quay tiếp. Ví dụ người chơi thứ ba trả lời một cái chữ nào đó D chẳng hạn, không đúng, đúng không? Thì chúng ta cho qua, quay lại người thứ 1. Còn nếu mà trả lời là E, là có một chữ E ở vị trí số 11, thì chúng ta lại click vô đây, chấp nhận người này là trả lời đúng, thì sẽ được 200 điểm cộng lên. Quay tiếp, bấm nút dừng. À, 400 điểm. Tiếp tục trả lời chữ C chẳng hạn, không có chữ D hoặc chữ H. Có 2 chữ H ở vị trí số 5 và số 10. Như vậy chúng ta bấm vô vị trí số 5 và vị trí số 10 là có 2 chữ H, đúng không? Như vậy giả sử như đây là người chơi thứ nhất là trả lời đúng, thì chúng ta thể bấm vô người chơi thứ nhất 2 lần vì trả lời tới 2 chữ đúng. Theo cái quy luật chúng ta quy định thôi, nếu mà trả lời đúng được 2 chữ thì chúng ta cho được cộng thêm 2 lần như vậy. Rồi tương tự như vậy, quay tiếp. Bấm nút dừng. Ừ, 700 điểm, như vậy. Thì nếu trả lời đúng câu là đó. K, ví dụ như K không đúng thì cho quay tiếp. Người chơi thứ 2 không đúng như vậy. Bấm trăm điểm. Tương tự như vậy, chữ O, chữ O vị trí số 12, vị trí thứ ba trả lời đúng chẳng hạn thì chúng ta cho 800 điểm. Quay tiếp. Mất lượt thì không làm gì hết, đúng không? Chúng ta lại tiếp tục qua người chơi tiếp theo. Nếu chúng ta có bấm vô thì nó cũng không có cộng điểm. Mất lượt là không có làm gì hết. Rồi chúng ta quay tiếp. Nhân đôi. Giả sử như đây là đang là người chơi thứ hai đang trả lời, đúng không? Rồi trả lời, nếu mà để trả lời đúng đi, giả sử như trả lời đúng chữ Y đi, có một chữ Y tại vị trí này, đúng không? Thì chúng ta sẽ cộng điểm cho người chơi thứ hai chẳng hạn, đúng không? Chúng ta bấm vô đây, nhân đôi. Đó thì cứ như vậy. Chúng ta muốn quay về cái câu gợi ý của cái đáp án thì chúng ta bấm vô hẹn gợi ý. Rồi nếu mà sau đó là người chơi nào đó đoán kết quả đúng hết thì ví dụ như đây là chữ kết quả người ta đã trả lời đúng, cho lật hết tất cả các ô thì chúng ta bấm vô hiện kết quả là lây nhiễm chéo. Thì đó là cái trò chơi này. Nó cũng giống y chang như là trên truyền hình chúng ta. Do như vậy thì để cài đặt cái trò chơi này để chúng ta thiết lập những cái khác, những cái câu hỏi khác, thì chúng ta có thể là click phải, chọn vào property và chọn bấm chữ S, bấm chữ S để nó ra cái SBS ô chữ. Chúng ta cho hiện cái SBS ô chữ lên, visible true. Thì trong SBS ô chữ này nó sẽ có hai cột, chúng ta chọn vô cái Microsoft Office Practice Show. Đó, dữ liệu của nó được giữ trong đây. Cái ô đầu tiên đó chính là cái ô là câu gợi ý, đúng không? Đây là một điều cần lưu ý khi thực hành GMP. Và phông chữ ở đây tôi chọn là theo cái phông của cái label chỗ này. Cái phông ở chỗ này là chọn là Benichai, do đó là quý cô phải đánh chữ Benichai vô đây. Còn nếu mà quý cô đánh bằng phông Unicode thì cái chỗ này phải đổi thành Unicode. Tôi thống nhất là tất cả các cái game của tôi đều là Benichai hết. Tại vì có những trường hợp là về phong Unicode nó bị lỗi, nhưng mà trường hợp này thì chắc chắn nó sẽ không bị lỗi, nhưng mà những trường hợp khác có khả năng bị lỗi. Điều đó là tốt nhất là tôi chọn tất cả đều là phong Benichai, nhưng mà nếu mà muốn đổi cái chỗ này là phong Unicode thì chỗ này phải đổi là Unicode. Rồi 12 ở đây là chúng ta cho biết là có 12 ô. Và cái cột thứ nhất này đó là cái đáp án của từng ô, còn cột thứ hai là đáp án tổng. Tại vì đáp án của từng ô thì nó có, ví dụ như là chữ E, đúng không? Nhưng mà đáp án của tổng của nó là chữ É, nhiễm chéo ở đây, như vậy. Thì chỗ này là chữ E nhưng mà chỗ này là chữ thì ví dụ như tôi thử một cái khác đi ha. Câu trả lời, đúng không? Tôi đánh bằng phong Benichai nha. Câu trả lời. Bây giờ tôi cho là hay gì 12, bây giờ tôi tăng lên 15. Đúng không? Đó. B hay gì đó. B C gì đó. D E. Rồi, khỏi đi. Mấy câu đầu này khỏi sửa đi, cứ lây nhiễm chéo luôn đi. Lây nhiễm chéo. Thêm 15 có nghĩa là thêm 3 chữ ở cuối nữa, cho là 3 chữ T H O đi. T H O O đi. T H O đi. Ô đi. Rồi như vậy thì chúng ta có 15. Bây giờ chúng ta thử coi nó đúng không. Giờ quay về lúc này chúng ta tắt nó đi. Cái điều này nó sẽ tắt đi. Rồi bây giờ bấm F5, bấm khởi động. Thì khi chúng ta khởi động chúng ta thấy là nó sẽ hiện ra cái đáp án, hiện gợi ý là câu trả lời gồm 15 chữ cái, đúng không? làm chữ cái và nó hiện ra đúng 15 ô. Và nó cũng sẽ có là những cái chữ A Á thì không có chữ ớ, là có một chữ ớ ở vị trí số 2, đúng không? H là có tới 3 vị trí, đó là vị trí số 5, vị trí số 10 và vị trí số 14. Vị trí số 14, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là ví dụ như chữ M, có những chữ M ở vị trí số 8 này, đúng không? Và chúng ta bấm hiện kết quả. Bây giờ chữ này chọn là chữ T, đúng không? Này chúng ta gõ thêm chữ T vô, thử coi, nó sẽ hiện chữ T chữ vị trí số 13, đúng không? Chữ O là có 2 vị trí là 12 và vị trí số 15, đúng không? Bấm hiện kết quả thì nó sẽ lây nhiễm chéo khô, đúng như chúng ta đã làm là gì, đúng không? Đó là cài đặt. Vậy thì cái game show này nó khá là hoàn hảo, đúng không? Lưu ý là tối đa chúng ta có thể làm được là một cái chiều dài là ô là 25 ô, tối đa là 25 thôi, không trên 25 được. Nó ở đây nó cái chiều dài của nó không, mà thực ra thì cũng không có cái chữ nào mà quý thầy cô mà xài một cái chữ mà quá dài. Thì đây chính là cái version 1.2. Thì cái đây là không phải là cái bản miễn phí, cái bản này thì tôi định giá của nó là chỉ là 20k thôi. Thì quý thầy cô nào mà có cần cái này thì có thể gửi mail vào mail của tôi là phamhonghieu@iuh.edu.vn. Ngoài ra thì chúng ta có cái version là miễn phí, đó là để quý thầy cô xài thử, đó là version 1.0. Ở cái version 1.0 này thì thiết kế của nó đơn giản hơn, đúng không? Cũng phải bấm nút khởi động đầu tiên, và cái khi mà chúng ta quay thì nó cũng ra như vậy, kết quả nó vẫn như vậy ha. Ví dụ bấm mất điểm là người sẽ nhất mất điểm, mà bấm vô là nó không điểm, đúng không? Chúng là quay cái phần quay thì nó ok, nó y chang như cái version 1.2 thôi. Nó chỉ có là cái giao diện nó hơi khác một chút, cái nút khởi động nằm bên đây, luôn nút quay đây. Và cái câu gợi ý nó hiện ra ngay từ đầu. Câu gợi ý thực ra chúng ta tự gõ. Rồi nó sẽ có thiết kế sẵn là 12 ô. Chúng ta lít vào từng ô thì nó sẽ ra cái kết quả, và chúng ta phải tự nhớ. Cái này chúng ta phải tự nhớ, nó không có hiện ra cho chúng ta gợi là cái vị trí nó nằm số mấy, chúng ta phải nhớ được cái đáp án, đúng không? Chúng ta lít nhầm cái là sai luôn, đúng không? Rồi bấm kết quả thì nó cũng hiện ra là nguyên cái câu đáp án ha, là nhiễm chéo. Và khi thiết kế cái này thì cái này là cái thiết kế đầu tiên, thành ra là thiết kế thủ công, không có lưu vào trong cái trong cái practice giống như cái kia. Nếu mà quý thầy cô muốn sửa lại cái thiết kế này thì quý thầy cô phải lít đúp vô đó, để vô cái phần sửa bằng cọt, đúng không? Chữ L thì chúng ta phải sửa lại thành chữ khác, ví dụ vậy, đúng không? Vẫn là phong Beni ha. Rồi chúng ta phải sửa từng chữ, từng ô một, từ ô 1 đến ô thứ 12. Nếu mà chúng ta có đúng 12 ô. Rồi chúng ta muốn sửa cái đáp án thì chúng ta phải chọn cái comment là kết quả, mà chúng ta phải sửa những cái đáp án của cái kết quả này, đúng không? Do đó là ở cái version này nếu mà chúng ta xóa đi thì dễ. Ví dụ như chúng ta có 12 ô, chúng ta xóa bớt cái, chúng ta có 11 ô thì chúng ta xóa bớt cái ô 12 đi, đúng không? Chúng ta dụ xuống dưới này chúng ta xóa bớt cái ô 12 đi, kiếm cái ô 12, xóa bớt cái này đi, lấy 11 thôi, đúng không? Đó, giờ chúng ta vào trong cái này chúng ta bấm chọn cái này, chúng ta bấm delete xong. Cái này chúng ta sửa bằng tay, chúng ta xóa thành số 11 như vậy. Cái này chúng ta bấm delete đi, là bớt đi 11. Cái này chúng ta sửa bằng tay, đó là 11. Còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn thêm vào undo ha, Bây giờ chúng ta muốn thêm vào giống như nãy chúng ta là đặt câu hỏi đi. Cái này thì tôi để phong Unicode nè. Tại vì cái này nó gõ bằng tay, không cần phải phong Beni. Rồi, nhưng mà cái phần trên là phong Beni. Phần trên phong Beni này thì chúng ta chọn vào. Trường hợp này bắt buộc phải phong Beni nha, phong Unicode nó sẽ hiện sai, có thể hiện sai. Rồi do chúng ta chọn vào thì nó sẽ bây giờ chúng ta muốn tăng lên 13. Chỗ này chúng ta tăng là 13 đi, đúng không? Rồi, chúng ta có thể chọn vô một ô, chúng ta bấm vô nhu tăng lên 15 đi, giống như nãy đi. Kéo nó qua đây. Nó chọn lên 14 đi, 14. Tăng lên 14. Thì chúng ta chọn hai ô này. Chúng ta bấm Control, kéo nó qua. Copy thêm, di chỉ nó. Ví dụ như là thêm chữ LO vô, đắp vô. Xóa đi nè, xin lỗi thì cô ha, xóa đi. Bây giờ trước tiên chúng ta phải đặt cái tên của nó nè. Bấm property, cái này là O12 đúng không? Thì chúng ta click vô đây. Cái này là comment O12. Thì đặt tên nó lại là comment O13 như vậy. Cái này là đặt tên lại là comment O14. Rồi, bây giờ click đúp vô. Copy cái này. Ctrl C, Ctrl V. Là O13. Đó, thì O13 này chúng ta phải sửa là chữ LO chẳng hạn, đúng không? Còn comment O14, Ctrl V dán vô thì O14. Thì chúng ta phải sửa là chữ O chẳng hạn, ví dụ chúng ta muốn là LO. Rồi, ở cái comment kết quả vì cô phải thêm cái copy cái này cho nó xuống LO, như là sửa thành O13, O14. Đó, phải là thủ công ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ bấm F5, bấm khởi động thì nó sẽ xóa mất. Cái nút khởi động nó cũng chưa có sửa lại. Cái nút khởi động thì chúng ta phải sửa lại tiếp. Cái này là sự copy cái này, dán xuống. Biến thành O13, O14 cũng phải xóa luôn. Rồi, như vậy chúng ta phải sửa hơi bị nhiều nếu mà các bạn mấy cô xài cái phiên bản miễn phí này. Thì chúng ta sẽ có được cái kết quả, đúng không? Là nhiễm chéo LO. Vậy bấm vô kết quả là nhiễm chéo LO. Đó thì cái phiên bản miễn phí này thì quý thầy cô phải tự thiết kế ha, tự sửa cái cột chương trình. Nếu mà quý thầy cô muốn cần cái phiên bản đăng ký miễn phí này là hãy làm thử. Vì cái phần trên thì nó độc lập ha, cái phần quay thì nó độc lập, thành ra là nó vẫn hoàn hảo như là cái phiên bản kia thôi. Chỉ có cái phần ở dưới này chúng ta phải chỉnh sửa một chút xíu. Thì chúng ta sẽ sửa ở dưới, phải sửa ở dưới. Thì quý cô lấy cái phiên bản miễn phí này xài thử thì quý cô có thể gửi mail bằng cái mail edu.vn về cái mail phamhonghieu@iuh.edu.vn. Tôi sẽ cung cấp cho quý cô cái phiên bản miễn phí này. Còn như đã nãy nói, nếu mà quý cô xài cái phiên bản tự động version 1.2 như nãy thì chúng ta sẽ chỉ tốn có 20.000 thôi, 20k. cặp tiền cặp về cho thỏa thuận. Thì quý cô cứ gửi mail về cái gì chúng ta thỏa thuận cái phương thức thanh toán. Cảm ơn các quý thầy cô đã theo dõi video clip.